Sáng qua ngày 21 tháng 7 tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lễ công bố quyết định danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Đình Trà Cổ, khai hội đình năm 2020 và đón nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận di tích Đình Bình Ngọc là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đã được tổ chức. Đình Trà Cổ tọa lạc tại khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, được hình thành từ thời Hậu Lê. Theo sử sách, đây được coi là dấu mốc đặc biệt với văn hóa Việt tại miền biên giới. Hàng năm, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 âm lịch, tại Đình Trà Cổ diễn ra nhiều hoạt động lễ hội truyền thống, quy mô lớn, tiêu biểu cho loại hình lễ hội dân gian, đặc biệt là hội thi ông voi. Nghi lễ chính này được duy trì thường niên, trở thành nét riêng có của vùng đất biển ải Móng Cái. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã công bố quyết định công nhận di tích Đình Bình Ngọc thuộc địa phận khu 3, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đình được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 theo các vị thành hoàng làng. Nơi này còn ghi lại những cống hiến của nhân dân Bình Ngọc trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc.